Minh Toàn xin mến chào quý vị anh chị và các bạn. Hiện tại là Minh Toàn đang đi ở cái khu vực Cái Dăm, đi xuống bãi biển của bãi cháy mới để quay một số cái video gửi đến anh chị cũng như là các bạn theo một số các bạn yêu cầu. Và trên đường đi thì Minh Toàn quay lại cái cảnh ở khu vực Cái Dăm và bãi cháy để gửi đến anh chị cũng như các bạn, nhằm giúp anh chị và các bạn hiểu thêm về bãi cháy nói riêng và ở Hạ Long nói chung. Nhiệt độ ngoài trời hiện giờ là đang ở Hạ Long là khoảng 33-34 độ C. Trời rất là nắng, mà nắng như này thì xuống biển tắm thì rất là tuyệt vời. Về bãi cháy thì khu vực này, cái ngay tại cái đường mà chúng ta đang đi đây, là một ngày xưa nó là cái biển, và cái hồ đằng trước mặt chúng ta thì nó cũng là biển, nhưng mà người ta đắp đất để làm bờ và sinh sống, tạo nên cái con đường này rồi. Wow. Xe bán tải chạy nguy hiểm quá hả? Bãi cháy ngày xưa được truyền thuyết kể lại rằng có cái tên bãi cháy bởi vì là ngày xưa có những cái người đi biển, đi tàu thuyền, xong rồi những con hà bám lên, người ta lấy những cây phi lao, người ta đốt những con hà đấy, và khói khi nào nghi ngút, tạo nên cái tên bãi cháy ngày nay. Đấy là truyền thuyết kể lại, chứ cũng không ai biết được là đấy là câu chuyện có thật hay không. Về mùa hè này thì các du khách đến với bãi cháy cũng như là đến với Hạ Long rất là đông. Đây là cái khu Cái Dăm, và đường này là đường Hạ Long. Đường này nối chúng ta đi thẳng xuống dưới bãi biển.
trước mặt chúng ta là cái bùng binh hay còn gọi là cái vòng xuyến của cái dăm. Và nếu chúng ta rẽ phải là chúng ta ra đường quốc lộ và đi theo đường Hùng Thắng này, chúng ta đi ra đường quốc lộ để ra Móng Cái hoặc là ra hoặc đi vào các tỉnh phía trong. Nếu mà chúng ta cứ đi thẳng như này là chúng ta cũng đi xuống cái quảng trường, gọi là quảng trường mặt trời. Nhưng bây giờ nó mở cái đường bao biển này là cái đường mới đây các anh chị ạ. Rồi. Về cái đường bao biển này là nó thông từ cái hôm 28 tháng 4, chiều 28 tháng 4 năm 2019 là thông cái bờ bao biển này. Và đây là cái resort Vinpia hay còn gọi là cái đảo rêu. Trước mặt chúng ta là cái resort cũng như là cái đảo rêu đấy. Đường này được mở khá là rộng, nhưng mà tuy nhiên hiện tại là đang mùa du lịch rồi, nhưng mà các cái công trình xây dựng ở Hạ Long cũng chưa xong được. Đấy, như các anh chị đang nhìn thấy ở đây là các cái vỉa hè này họ làm rất là rộng luôn, dành cho người đi bộ. Trước đây thì tại cái vị trí chúng ta đang đi ở đây, nó là một cái biển, nó là biển. Xong người ta hút cát về đây, người ta đổ và bây giờ nó hình thành lên đất liền như thế này anh chị. Về với Hạ Long nói riêng hay là Quảng Ninh nói chung, anh chị đều thấy cái cảnh tượng là đào núi lấp biển. Một cái cảnh tượng chỉ có trong truyền thuyết mà thôi, nhưng mà ở Hạ Long này thì cảnh tượng đó xảy ra hàng ngày. Về dọc cái phía bãi biển này, nó kéo dọc dài xuống dưới bãi biển cũ. Đây là một cái bãi biển mới của bãi cháy. Và nó kéo dài khoảng 3 đến 5 km tầm đấy. Thực ra ở cái bãi này thì rất là ít người tắm, bởi vì bãi tắm nó đang sâu, rất là nguy hiểm. Nên mà khi mà anh chị mà có đi tắm biển thì chúng ta hay đi xuống dưới này, xuống dưới gần với cái quảng trường mặt trời ấy, để chúng ta tắm biển cho an toàn. Đây, họ cảnh báo này, vực nguy hiểm là cấm tắm. Vào ngày 28 tháng 4 vừa rồi là cái tuyến đường bờ bao biển này thông và người ta tổ chức cắt tinh ban ở cái đoạn đường mà chúng ta đang đi đây. Với đường bao biển này thì cái trung tâm của nó mà khi mà chúng ta đi, cũng như anh chị đang nhìn thấy cái quảng trường mặt trời, cái vòng quay mặt trời ở đằng trước mặt chúng ta đấy, điểm nhìn rất là đẹp, khá là thú vị.
được các cái cán bộ công nhân viên của môi trường trồng cây. Về bãi biển này thì đến sang năm là đẹp lắm này đây các anh chị ạ. Hôm nay trời nắng như này thì có khả năng cũng đông người về đây tắm này. Chỗ này thì chúng ta không phải gửi xe, chính vì thế mà Minh Toàn sẽ đi xe lên trên vỉa hè này để Minh Toàn gửi. Ở chỗ này không có cái điểm gửi xe. Đây bãi tắm của nó dưới này. Và các gia đình đánh ô tô về đây để tắm biển.